Không biết mọi người đi chơi 20 tháng 10 về chưa? Đấy, hôm nay khả năng nó sẽ view nó sẽ tụt khá là nhiều đấy. đấy. bởi vì <laughs> các bạn đi chơi 20 tháng 10 mà. Nhưng mà mình thì 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 vẫn có lớp dạy thế cho nên là vẫn live như bình thường thôi. mặc dù lên muộn một tí nhưng mà chúng ta vẫn ok đúng không? Đấy, hôm qua nha mình đã ở cái chỗ trang 225. Đấy rồi thì các bạn này nhớ là trong cái quá trình xem live thì thả tim thật là nhiều nhá và nếu mà có bất cứ một cái câu hỏi nào về kiến thức IELTS tiếng Anh thì các bạn cứ comment ra nhà mình sẽ trả lời ngay lập tức right, rồi so let's get started uh, finally I wish to impress upon any of you wishing to complete that to complete uh, to compete that this tournament is not to be entered into lightly um, cuối cùng tôi muốn <laughs> nhấn mạnh với lại bất cứ các bạn trong bất cứ bạn nào ở trong đây những bạn nào mà muốn um, tham gia cái giải đấu này muốn cạnh tranh trong cái giải đấu này rằng cái giải đấu thì nó không từ nó nó nó, nó không được cho từ từ nó nó không cho phép tham gia một cách nó hời hợt đấy ok nào impress upon somebody impress là gây ấn tượng đúng không nhưng mà chúng ta nên hiểu đây có nghĩa là nhấn mạnh ấy đấy kiểu như là remind người ta một cách nó rất là 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 um, rõ ràng ấy. Đấy thì đó impress upon somebody. Nha và wishing ở chỗ này mệnh đề quan hệ rút gọn của cái any of view tức là mong muốn đúng không? Compete thì đó là cạnh tranh, thi đua, thi đấu với nhau rồi. Now is not đây là một cái cấu trúc này. Tức là nó nói về cái tính mục đích của nó hoặc là nó nói về cái sự vốn dĩ vốn có của nó. is not to be entered. Đó cấu trúc động từ to be cộng với lại to verb thì nó thì nó có nghĩa là kiểu nói về cái tính tính chất mục đích hoặc là cái sự vốn dĩ. Đấy, xong rồi sự yêu cầu của nó. Những thứ gì mà nó mang tính chất là khắt khe là để nhá. À, vậy thì ví dụ mình bảo rằng bài văn này là để đưa ra những cái lý do thì this essay is to provide reasons why cái gì gì đó. Đấy vậy thì đấy, đấy là cái cái, cái, cái cấu trúc to be cộng to verb. Ừ. Và đây tức là không là để cái giải đấu này không là để tham gia một cách nó hời hợt đâu light thì tức là ánh sáng ở dạng uh, nghĩa bóng ấy thì nó có là nhẹ nhẹ nhàng ngược lại với từ heavy nha yeah. ok rồi và tiếp theo once a champion has been selected by the goblet of fire he or she is obliged to see the tournament through to the end uh, một khi một nhà vô địch đã được lựa chọn bởi cái cốc lửa anh ấy hoặc là cô ấy uh, có cái trách nhiệm bắt buộc là phải đi đến cuối cùng của cái giải đấu. nào see something through. Yeah, see something through thì nó có nghĩa là kiểu như là đi qua cái đấy đấy. Thực tế ra nó giống kiểu như là go through thôi. Và to the end, đúng không? Tới cái thời điểm cuối cùng. Cấu trúc này này, obliged to do something thì obligation. Nó là cái trách nhiệm pháp lý hoặc là cái sự bắt buộc vậy thì đây ý của nó có nghĩa là có tính chất bắt buộc phải làm gì đó uh, the placing of your name in the goblet constitutes a binding magical contract cái sự đặt tên của chúng ta vào cái cốc lửa thì nó um, nó đồng thời nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng có tính chất uh, bắt buộc và phép thuật nha có tính chất bắt buộc và mang tính chất uh, phép thuật thì cái từ bind tức là hai thứ nó được buộc lại, được trói lại với nhau, thì đấy nó gọi là bind. để cho vào đây binding contract, tức là một cái hợp đồng mà có tính chất bắt buộc nha. còn constitute thì nó bằng từ form, tức là nó nó cấu thành, đó, nó tạo thành, nó đồng nghĩa với là cái 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 đó. đó và place ở dạng danh từ là nơi chốn, ở dạng động từ tức là đặt tại một nơi nào đó. placing of your name này. there can be no change of heart. Once you have become champion, không thể nào mà có cái sự xoay chuyển ý định một khi mà bạn đã trở thành nhà vô địch được. Cái từ này rất hay, đó là một cái phrase nó có nghĩa là kiểu như thay lòng đổi dạ nhá, yeah. no một cái change of heart, một sự thay lòng đổi dạ. Change of heart. Please be sure therefore that you are wholeheartedly prepared to play before you drop your name into the goblet. Now, I think it is time for bed. Good night to you all. Uh, vì vậy cho nên làm ơn hãy chắc chắn rằng bạn phải uh, bạn phải gọi là chuẩn bị một cách nó từ từ ly tức là kiểu gì nhỉ? Toàn bộ toàn tâm toàn ý đúng không? Bạn phải chuẩn bị một cách toàn tâm toàn ý để mà tham gia cái giải đấu. Trước khi you, uh, bạn thả cái tên của bạn vào trong cái cốc lửa. Rồi right ok nhá yeah. thì hầu heart, hầu là cái trạng thái toàn vẹn Heart thì ý của nó có nghĩa là tim đúng không vậy thì đấy toàn tâm toàn ý hoặc là ừ như em nói là nồng nhiệt cũng được uh, prepare đó chuẩn bị thôi yeah, ấy, sẵn sàng trong trạng thái sẵn sàng là chơi nha, tham gia nhá uh, bây giờ tôi nghĩ đã đến thời gian để mà đi ngủ rồi uh, chúc mọi người tất cả mọi người ở đây ngủ ngon <laughs> tắt livestream nhá <laughs> Anh uh, Age an Line, uh, Fred Weasley said, His eyes glinting as they all made their way across the hall to the doors into the entrance hall. Một cái đường báo, một cái đường cảnh báo tuổi, một cái đường cảnh báo về tuổi. Fred Weasley nói, Cái đôi mắt của cậu ấy thì nó ánh lên khi mà họ um, chật vật. Đi trên cái con đường của mình, um, đi ngang qua con sảnh, tới những cái cánh cửa để mà đi vào cái um, sảnh lối vào, cái sảnh chờ của lối vào. Thực tế nó gọi là make their way, tức là cái con đường nó hơi bị khó, nhắc cái con đường nó hơi bị khó đi. Đấy, thì nó có nghĩa là kiểu như bây giờ có nhiều học sinh ở trong đó, đúng không? Thế cho nên là nó phải chen chúc á. Rồi, well, that should be fooled by an aging potion, shouldn't it? Ồ. Oh cái đường giới hạn tuổi này nó sẽ bị đánh lừa bởi một cái thuốc tăng độ tuổi có đúng không đấy thì cái từ shoot ở đây ấy, thì nó nói về cái tính chất là à hiển nhiên đấy, hiển nhiên là nó nên nên là như vậy nhỉ đấy, có đúng không rồi từ full là cả ngốc này ở dạng động từ tức là đánh lừa thôi đấy đánh lừa và aging nhá age là tuổi ở dạng động từ tức là nó 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 lên một cái mức độ tuổi tiếp theo ấy vì thế cho nên aging thì tức là đang có trạng thái tăng tiến về tuổi đó thì nó là aging ừ. uh, có một cái cụm rất hay nhá ví dụ khen những cô gái hôm nay là ngày 20 tháng 10 đúng không uh, she ages like a fine wine đấy, she ages like a fine wine đúng không mặc dù con bé đấy nó nhiều tuổi nhưng mà nó vẫn như như là một cái uh, một cái chai rượu ngon tức là ấy, rượu thì càng để lâu nó càng ngon Đấy, phụ nữ mà càng già thì càng ngon <laughs> đúng không ý của nó là như thế uh, nhưng mà đây là khen những người phụ nữ ấy nha kiểu có tuổi nhưng mà nhìn rất là mặn mà đẹp á rồi tiếp theo uh, đâu nhỉ potion thì đó là độc dược có nghĩa là nhiều những cái thuốc mình uống vào đúng không ở dạng nước ấy and once your name's in that goblet you're laughing It can't tell whether you're 17 or not uh, Và một khi tên của chúng ta ở trong cái goblet, trong cái cốc lửa đấy Thì nó không thể nào mà nhận biết được là liệu chúng ta đã 10 tuổi, 17 tuổi hay chưa ừ. Thì đấy, can't tell nhá Khi mà mình can't tell một thứ gì đó, tức là mình không nhận ra nó Đấy, mình không nhận biết phân biệt được nó Đấy, thì đó, can't tell Tell, đó. Rồi rồi thế đã rất là lâu rồi trong cái livestream này mình có gợi ý kiểu như ai mà có một cái dấu hiệu để lộ thì đó là he has a tail đó, he has a tail For example I'm playing poker with a guy and uh, whenever he's about to raise um, the pot He has a tail uh, in which he would raise his eyebrows a bit Đấy chưa? Right. Um, Ví dụ đi, mình chơi vừa, vừa rồi mình nói là mình chơi poker với một thằng đúng không Và cái thằng đấy nó có một cái dấu hiệu Rằng là bất cứ khi nào mà nó chuẩn bị um, Chuẩn bị um, nâng cái pot lên Gia tăng cái mức độ cược ấy Thì nó sẽ nhớn cái lông mày uh, Thì đấy nó gọi là a tell Một dấu hiệu nhận biết, a tell Hay lắm uh, But I don't think anyone under 17 will stand a chance Said Hermione We just haven't learned enough nhưng tớ không nghĩ rằng bất cứ ai 10 dưới 17 tuổi sẽ có khả năng, có cơ hội ở đây đâu. Đấy, Hermione nói, chúng ta um, rõ ràng là chưa có học đủ kiến thức để mà tham gia cái giải đấu đấy. Làm thế nào để phát âm hay á? À? Em ban đầu thì em học IPA, tức là em học những cái khẩu hình miệng ấy. Cái đấy nhanh lắm, trong một tuần thôi. Làm xong hết khẩu hình miệng của 42 âm trong anh anh Mỹ và 44 âm trong anh Anh rồi nhá em chọn một trong hai cái để trong một tuần thôi là xong sau đó ấy, thì mình phải đi mình shadowing đấy shadowing để mà mình bắt đầu pick up những cái 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 pronunciation features những cái đặc điểm phát âm đấy và sau đó khi mà đã học được hết các cái đặc điểm phát âm ấy nó tầm khoảng 3 tháng shadowing thì lúc đấy chuyển sang cái giai đoạn là đọc to đọc to để mà cơ miệng nó hoàn thiện được cái độ chính xác ấy Đấy, thì, thì thì ừ, nó sẽ dần dần cái quá trình mình cứ shadowing nhiều vào xong rồi là mình tiến hành đọc to thì um, tầm khoảng sau 7 tháng là cái phát âm nó uh, cải thiện ngay she ages she ages like a fine wine tức là mình khen một người phụ nữ có tuổi nhưng mà vẫn còn rất là mặn mà nhìn bên ngoài rất là đẹp ấy. mặc dù đã có tuổi rồi nhưng vẫn nhìn rất đẹp Ừ. học cách dịch hết bài có thể giúp mình dễ dàng học reading không à, ban đầu thì đầu em não mình sẽ tự có một cái phản xạ là dịch thế cho nên là ừ, cứ dịch đi dịch nhiều vào sau dần rồi nó xử lý nhanh nó không dịch nữa đâu nhé yeah. ban đầu thì bắt buộc nó giống như kiểu là thả mình xuống nước ấy là tay mình nó sẽ quẫy đấy thì nó là một cái phản xạ tự nhiên thôi dịch nó chuyện rất là bình thường mà nào standard chance nha yeah, thì tức là có khả năng có khả năng có cơ hội Đấy, để mà đạt được một cái việc gì đó Rồi speak for, uh, speak for yourself said George shortly You'll try and get in, won't you? Uh, Harry um, Speak for yourself uh, Từ từ Speak for yourself Tức là Cứ như là nói mình ấy nhỉ um... Khoan đã, nhỉ Từ từ Speak for yourself hmm. Không Ý của nó nhé, cái con bé Hermione nó, nó vừa mới bảo rằng là chúng ta sẽ không có đủ um, kiến thức để mà tham gia cái cuộc thi ấy Thì nó bảo rằng, hey, nói cho bản thân mình đi Đấy, George nói một cái cách nó khá là cộc cằn Cái giọng nó kiểu cộc lốc Đấy, cậu sẽ cố và tham gia vào cái giải đấu này, có đúng không Harry? Uh, Harry thought briefly of Dumbledore's insistence that nobody under 17 should submit their name But then the wonderful picture of himself winning the Tri wizard cup filled his mind again. Harry nghĩ thoáng qua về cái sự khăng khăng của thầy Dumbledore rằng không ai dưới 17 tuổi nên nộp cái tên của mình. Đấy nên nên gọi là uh, nộp cái tên của mình vào cái cốc đấy. Nhưng mà rồi cái hình ảnh tuyệt vời của bản thân cậu ấy chiến thắng được cái cúp tam pháp thuật thì nó lại lấp đầy tâm trí cậu ấy một lần nữa. Làm thế nào để dịch đúng ngữ cảnh hợp lý á? Em... Bởi vì em dịch từ với từ. Nha, em dịch từ với từ thì nó sẽ không bao giờ ra được cái hợp lý đâu. Em phải là dịch theo thành phần ngữ pháp với thành phần ngữ pháp. Tức là cái câu đấy em phải nhìn ra được các cái bộ phận ngữ pháp của nó đã. Sau đó rồi mình dịch theo từng bộ phận ví dụ như thế này này. Đấy nó là sở hữu cách đúng không? Tức là sự khăng khăng của thầy Dumbledore rằng mệnh đề danh từ đằng sau nó sẽ là có đây là chủ ngữ đúng không? thì mình phải đi cả cái cụm này luôn và tiếp theo shoot submit nó sẽ là động từ đằng sau là tân ngữ này đó nó phải đi theo từng thành phần nhá. He wondered how hang, uh, how angry Dumbledore would be if someone younger than 17 did find a way to get over the age line. Cậu ấy tự hỏi rằng thầy Dumbledore sẽ giận dữ như thế nào nếu như Bất cứ ai ít hơn mười bảy tuổi đã tìm ra một cách để mà vượt qua cái đường giới hạn tuổi đấy. Rồi nó nó dùng từ dứt xong rồi cộng với lại một cái verb ấy Tức là để nhấn mạnh cho cái hành động đấy thôi Đấy, rồi nhấn mạnh thôi Còn wonder là tự hỏi rồi nhé, how angry tức là giận dữ đến mức độ như thế nào Cái would be đúng không? Tức là giả định một điều không có thật Đấy cụ ấy thầy Dumbledore sẽ giận dữ như thế nào Ok, get over something vượt qua nó thôi Where is he? Said Ron, who wasn't listening to a word of this conversation But looking through the crowd to see what had, what had become of Crum. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Uh, Ron nói, người mà nãy giờ không hề lắng nghe một lời nào của cái cuộc hội thoại này A word, đúng không? Một từ nào, một lời nào của cái cuộc hội thoại này nhưng nhìn qua cái đám đông để mà xem xem um, Xem xem để mà xem xem anh Crumb anh ấy đã trở thành như thế nào rồi á Không nhìn xem xem là anh Crumb bây giờ như thế nào Đúng không? What has become of Crumb thì có thể hiểu rằng là à, where is he? Đấy, kiểu như là vị trí anh ấy đâu này Xong rồi là cái 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 um, hình thái anh ấy như thế nào đúng không? Đại khái nó gọi là như vậy What had become a crumb. Look through nhá, nhìn xuyên qua cái đám đông, đúng không? Nhìn xuyên qua cái đám đông đấy. Dumbledore didn't say where the dumbstrand people are sleeping, did he? Thì Dumbledore không hề nói nơi nào là cái nơi mà những người dumbstrand uh, họ ngủ tối nay, có đúng không nhỉ? Hmm? Cái câu hỏi đuôi nhá thì nó có hai cái, một là đúng không, hai là nhỉ. Dumbledore uh, thì tức là những cái những, những cái học sinh ngoại quốc ấy đến trường Hogwarts để mà tham gia cái giải đấu Tam pháp thuật. Uh, but this, từ từ but this query, từ từ query, query nhỉ query, query, query. But this query was answered almost instantly. They were level with the Slytherin table now, and Karkaroff just, uh, and Karkaroff had just bustled up to his students. Nhưng cái câu hỏi này nó được trả lời gần như là ngay lập tức Họ đứng thẳng hàng Những học sinh nhà Gryffindor thì đang đứng thẳng hàng với lại cái bàn Slytherin Cái bàn của bên nhà Sly, Cái bàn ăn của bên nhà Sly... Slytherin Đấy Ở thời điểm đó Và cái ông Kakarov vừa mới bustle đập. từ từ vừa mới làm sao nhờ cái từ bustle tức là kiểu mình hối hả đúng không mình vội vã thì đấy nó gọi là bớt ừ, chắc là ông ấy hối hả đi đến chỗ học sinh của ông ấy đó rồi vừa mới hối hả đi đến chỗ học sinh của ông ấy và nói một cái câu này back to the ship then đi trở về con tàu quay trở về con tàu đúng không nào mình có những có những từ này uh, query mình phải xem lại xem nào hay là query no no sorry nha queer đúng không query ok query query uh, trả lời được trả lời cấu trúc bị động này instant thì tức là ngay lập tức khá là giống với từ immediately đó level nha không phải là đẳng cấp đâu ở dạng tính từ ấy thì tức là hai thứ nó ngang bằng nhau và đấy nó nói về vị trí đứng đúng không tức là đứng ngang hàng với lại cái bàn bên nhà Slytherin ok Dự, cái, cái cụm gì nhỉ? Hustle and bustle đúng không? Thì nó có nghĩa là sự hối hả và vội vã của cái nhịp sống này mà. Rồi còn đây là ông ấy Ông ấy hối hả Ông ấy đi ra Ông ấy um, nói với học sinh này Quay trở về con tàu He was saying Victor How are you feeling? Did you eat enough? Should I send for some uh, Should I send for some mode To the mode mode Mold wine from the kitchens Này Victor Cậu có cảm thấy Cậu đang cảm thấy thế nào? How are you feeling? Cậu có ăn đủ không? Uh, tôi có nên cử tôi có nên gửi đến một vài những cái uh, rượu mô từ từ rượu mô từ nhà bếp không Đó, có nên kiểu như là lấy rượu từ nhà bếp hay không đấy còn 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 cái từ mô này từ từ mình phải xem lại xem là nó là cái gì nào bình thường nó là vải môn nhá nhưng mà đây là nó là còn đi với rượu cơ đây rượu nóng Được chưa? ui rồi đấy nó gọi là rượu nóng đây này các bạn này. Bảo rồi một từ ấy nó dùng ở rất nhiều dạng nghĩa của nó. đó Đấy. If you don't stop and uh, mull over things for a while, then you may be miss out on really important words, right? Such as this. Đấy, nếu mà chúng ta không dừng lại để mà ngẫm xong rồi là để mà kiểu xem xem là cái văn cảnh của nó thực sự là gì á thì nhiều khi mình sẽ bỏ sót những cái từ mà nó rất quan trọng như thế này đồ uống đã được hâm nóng được không này vừa rồi mình vừa rồi mình còn có cái từ nhá over something over something thì nó còn có nghĩa là kiểu mình ngẫm cái từ đấy đây này đấy mình bảo rồi mà yeah. cái từ over là cái từ mà nó rất là thường xuyên mình sử dụng đây này từ Mỹ nhé Mull over something đó là ngẫm cái đấy Ngoài ra mood như thế này có ED thì nó coi là đã được hâm nóng Hay không? Ừ. Rồi Harry saw Crumb shake his head as he pulled his first back À, à rồi, as, he's, uh, as, he's pulled, as he put his first back, Professor, I, um, I would like some wine, uh, said one of the other dumb boys, hopefully. Harry nhìn thấy anh Crumb lắc đầu của mình khi mà anh ấy kéo cái lớp áo tràng lông thú của mình, ba con Đó, kéo 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 trở lại cái đấy. Đúng. Bình thường mình hay dùng cái từ mullover, mullover something là ngẫm một thứ gì đó ấy. nghiền ngẫm thứ đấy. Rồi. Uh, fur, nha đó là cái bộ áo tràng lông đó lông bình thường nó là lông thú mà. Uh, bởi vì cái bọn ngoại quốc ấy nó nói tiếng anh nó không có tròn trịa thế cho nên là ai vụt lời I, I would like some some voice. <laughs> Hơi khó để bắt trước. Cái giọng thằng này chắc là giọng đến từ um, thổ nhĩ kỳ hay là cái gì gì đó. Thử bắt trước nhỉ, thổ nhĩ kỳ. <laughs> Professor. No no. Giọng nó phải nặng đúng không? bọn đàn ông này nó nặng. <laughs> Professor. I would like some <laughs> No no. <cười> Chêu mọi người thôi nhá, hơi khó để mà phát bắt trước cái giọng của bọn nó. Một trong những học sinh Nam đến từ Nam Strang thì nói một cái giọng đầy hy vọng. I wasn't offering it to you. Polyakov, tôi không có đưa ra cái đề đưa ra cái đề nghị này cho cậu Polyakov đúng không? Offer something to somebody thì tức là đưa ra cái thứ đấy mà mời người ta mà. Snapped Kakarov, his warmly parental air vanishing in an instant. Ông Kakarov, ông ấy gắt lên, cái phong thái ấm áp như là một người cha của ông ấy thì nó biến mất trong một cái tích tắc. Biến mất ngay lập tức. Rồi snap tức là bẻ gãy ở dạng động từ đi với lời nói thì nó có nghĩa là gắt lên. Uh, parental ấy thì cái từ father đó thì đây chính là cái tính từ của nó. Rồi parental. À, sorry, paternal, paternal. Còn cái từ tính từ của mẹ nhỉ Tính từ của mẹ thì nó là maternal đúng không? maternal. Đây, tính từ của mẹ đấy. Nào, maternal. Cái ok, sang bàn phím của mình. maternal. Đó, tính từ của mẹ còn ở phía bên trên là tính từ của cha nhá. Cái air là không khí nhưng mà nó còn có nghĩa là cái dáng vẻ cái khí khí chất toát ra từ bên ngoài. Đó. Vanish thì đó là biến mất. <cười> <cười> In an instant, tức là trong một tích tắc thôi, ngay lập tức thôi. I noticed you have dribble, uh, you have dribbled food all down the front of your robes again, disgusting boy. <laughs> Tôi để ý rằng cậu đã dribble cái từ này này uh, bình thường ấy đi khi mà chúng ta rê bóng ở trên uh, sân cỏ messi á thì đó anh ấy đang dribble cái quả bóng nha yeah, dribble cái quả bóng nhưng mà nếu mà bây giờ dribble food đồ ăn thì có thể hiểu là kiểu làm vương vãi đồ ăn đúng không vương vãi đồ ăn đấy, xuống cái mặt trước của cái bộ áo choàng của cậu một lần nữa rồi đấy thằng bé kinh tởm đúng không disgusting nha thì đó là cái tính từ thể hiện cái cái sự không thoải mái của mình kiểu ui tởm thế kiểu thế disgusting rồi nhớ cái từ dribble đúng không nó dùng để mà nói về messi dê bóng dê bóng trên sân cỏ nha và bây giờ cái đồ ăn nó đã được vương vãi đúng không? nó dê hết cái phần áo choàng bên ngoài của nó. Karkaroff turned and led his students towards the doors, reaching them at exactly the the same moment as Harry, Ron, and Hermione. Harry stopped to let him walk through first. Ông Karkaroff, ông ấy quay lại và dẫn học sinh của ông ta về phía cánh cửa, đi đến chỗ cánh cửa đấy ở cái thời điểm chính xác với lại Harry và Ron Hermione, uh. Harry dừng lại để mà để ông ta đi qua đầu tiên, nào walk through đúng không? thì tức là đi qua thôi nhưng mà bây giờ mình nói một cái câu như thế này, nha yeah, ví dụ mình kể chuyện, đó mình kể cái câu chuyện này và mình muốn nói về cái ngữ cảnh của cái câu chuyện đấy, I'm gonna walk you through the context first, I'm gonna walk you through, được walk Somebody through cái gì thì đó có nghĩa là hướng dẫn đưa ra những cái chi tiết cho người ta. Đấy kiểu dẫn người ta đi đúng không? Đấy, một cái con đường cho nó kiểu như um, hiểu được ngọn ngành cái vấn đề. Walk you through something. Đấy nhá. Nó lại là có một cái nghĩa bóng. Ấy. Thank you, said Kagarov carelessly, glancing at him. Cảm ơn nhá. Um, ông Kagarov nói một cái giọng mà nó kiểu như hời hợt không có quan tâm. Liếc nhìn về phía của Harry Care Sự quan tâm đúng không? Lust là cái đuôi không có Hời hợt cũng được Glance thì thường nó có nghĩa là liếc theo cái khóe mắt ấy, Out of the corner of your eye ấy. Được chưa Thì đấy Nhìn qua khóe mắt And then Kakarov froze He turned his head back to Harry and stared at him As though he couldn't believe his eyes Sau đó thì Kakarov Froze Đứng hình Ông ta quay cái đầu lại về phía Harry và nhìn chằm chằm cậu ấy như thể là ông ấy không thể nào tin vào cái đôi mắt của mình. Froze đó là quá khứ từ freeze. Freeze là đông cứng, lạnh quá đúng không? Thế cho nên là nó freezing cold, nó lạnh quá. Đông cứng này, đây là cái động từ nha. Uh, as though thì tức là kiểu so sánh như thể thôi. Behind their headmaster, the students from Dumstrand came to a halt too. Karkaroff's eyes moved slowly up Harry's face and fixed upon his, car, his scar. Um, đằng sau cái người hiệu trưởng của họ, những học sinh đến từ Dumbstrang cũng đã dừng lại. Cái đôi mắt của ông Karkaroff thì nó di chuyển chậm rãi lên gương mặt của Harry và nhìn chằm chằm vào cái vết sẹo của cậu ấy. Now come to a halt thì halt nó là một cái sự dừng lại. Nhá, sự dừng lại. Thì cái cụm này ấy, thường ý nghĩa của nó Nó đang nói rằng là đang chuyển động Thì cuối cùng Đến một cái trạng thái dừng Được. Đang trong chuyển động nhưng mà dần dần đến một cái trạng thái dừng Thì đấy nó gọi là come to a halt Rồi. Right. Ok có gì không? Fix Fix là sửa chữa hoặc là cố định nhưng mà Và đây là nhìn cố định trên cái vết sẹo của Harry nhá um, the dumb students were starting I was staring curiously at Harry too. Out of the corner of his eye, Harry saw comprehension dawn on a few of their faces. À, những học sinh đến từ Dumstrang thì cũng nhìn chằm chằm một cách đầy tò mò về phía của Harry. Cái từ to này ấy, thì ý của nó có nghĩa là à, tô đậm là biết nghĩa là sao? Không, không, không hiểu lắm. To thì tức là ý của nó có nghĩa là cũng làm cái việc đấy thôi đấy thế thì mọi người có phân biệt được cái từ to với lại từ uh, uh, từ 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 either không ừ, nếu mà bây giờ cái thằng hai thằng nó đều là cũng đúng không hai thằng nó đều là cũng đấy có phân biệt được hai thứ này không mọi người thì comment xuống nhá xem là either and to how we how can we exactly differentiate these two words đúng không làm thế nào phân biệt được ok qua cái khóe mắt của Harry thì Harry nhìn thấy rằng là cái sự um, hiểu cái sự kiểu như là là hiểu nhận ra câu chuyện cái sự hiểu chuyện thì nó bắt đầu hiện ra trên một vài khuôn mặt của những học sinh đấy. Uh, right. uh, comprehend một thứ tức là mình completely understand thứ đấy. Và dawn đó là bình minh, và dawn on something tức là à nó nảy ra ấy, nó bụp cái, nó hiện ra ấy, nó xuất hiện đúng không? Đó. Rồi, to là khẳng định, either là phủ định. Ừ. Nói chung là to là cũng có, còn either là cũng không. Đúng không? Để có hiểu như thế là cho nó đơn giản nhá cũng không với cũng có. Rồi, và tiếp theo này, comprehension, dawn on. Ừ. Nó nảy ra trên cái gương mặt của họ đúng không? Nó hiện ra trên gương mặt của họ. The boy with food all down his front nudged the girl next to him and pointed openly at Harry's forehead. Cái thằng bé với đồ ăn mà nó kiểu nhễ nhại vương hết ở phía đằng trước cái bộ áo choàng của nó, thì nó nó huých khử tay cái đứa con gái đứng bên cạnh mình và chỉ một cách uh, lộ liễu không chỉ một cách lộ liễu rõ ràng về cái chán của Harry vào cái chán của Harry bởi vì open mà đúng không không hề che đậy nha đấy, nó chỉ một cách nó gọi là um, rõ ràng luôn Đấy. và nudge này thực tế cái từ này nó không phải là cái khỉu tay nhưng mà khi mà chúng ta nudge một người nào đó tức là mình dùng khỉu tay để mà mình huých huých đấy ừ. ngoài ra những nghĩa bóng của nó thì nó còn có nghĩa là 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 mình động viên người ta cơ đấy nghĩa bóng của từ nudge này này có nghĩa là động viên người ta cho người ta một cái cú huých cho người ta một cái điểm tựa. Đó. Rồi. Forehead thì đó là cái phía đằng trước đầu rồi đúng không? Ý của nó là chán Yeah, that's Harry Potter said a growling voice from behind them. Đúng rồi, đó là Harry Potter đấy. Một cái giọng nói gầm gừ nó vang lên từ phía đằng sau họ. Growl tức là mình gầm gừ. <cười> <cười> Professor Kakarov spun around. Uh Mad-Eye Moody was standing here as uh, standing there leaning heavily on his staff, his magical eye glaring unblinkingly at the dumbstruck headmaster. Giáo sư Kakarov thì <laughs> quay người lại. Spoon, quá khứ của nó spin. Spin là một cái sự quay tròn. Nha. Spin là một cái quay tròn. Ngoài ra nó còn có nghĩa là cái cù á. Các bạn um, có tuổi thơ thì chơi cái món gọi là đánh cù đúng không? Con quay, con quay đúng rồi. Nó gọi là cái con quay spin đó. <laughs> Uh, ông Madai Moody thì đang đứng ở đó, đang đứng ở đằng sau những học sinh đấy, uh, dựa người một cách nặng nề trên cái trượng của ông ấy và cái con mắt ma thuật của ông ta thì trừng mắt không hề chớp về phía uh, thầy hiệu trưởng của trường Strang Rồi cái từ staff này này không phải nhân viên đúng không? Dựa người và nhân viên nhân viên ở đâu ra? Nó là cái thánh trượng ấy. Đấy hoặc là cái gì nhỉ? nó những cái ông mà 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 phải chống gậy ấy, thì cái gậy đấy nó gọi là cái staff nha cái staff uh -huh. lean thì nó là dựa rồi đúng không mình dựa người vào đó glare ánh sáng mà nó ở một cái gam màu rất là chói thì nó gọi là glare đó con mắt mà nó trừng lên thì đấy nó gọi là glare blink chớp mắt và đây kiểu không hề chớp mắt này the color drained from Kakarov's face as Harry watched cái uh, sắc mặt từ cái màu sắc từ khuôn mặt của ông Karkaroff thì nó tan biến khi mà Harry nhìn đó um, khi mà Harry theo như Harry nhìn thấy cái từ drain nào drain drainage đó là cái hệ thống cống nước um, nó gọi là hệ thống thoát nước yeah, thoát nước và drain như thế này thì đấy ý của nó có nghĩa là dần dần nó trôi hết nó không còn đây là mệnh đề phụ thôi nhé một cái nó gọi là in clause của mệnh đề chính bổ nghĩa cho nó mà uh, rồi nào đến đâu nhỉ a terrible book uh, a, a terrible look a mingled fury and fear came over his face một cái nhìn mà nó kiểu kinh hoàng um, rất là tồi tệ về từ từ cái, tức là một cái vẻ mặt này tồi tệ mà nó được pha lẫn giữa sự giận dữ cũng như là nỗi sợ thì nó được tỏa ra trên khuôn mặt của ông ấy. Uh, furry đúng không? Thì đó là cái furious tính từ nha và fear nỗi sợ và đây là à sự giận dữ và nỗi sợ của mình này. Mingle hai thứ mà mingle với nhau tức là được combine với nhau, được mixed với nhau. Và look ở đây thì của nó có là cái vẻ mặt bên ngoài của ông ta mà. You, he said, staring at Moody as though unsure he was really seeing him. Ông Hắn ta nói Nhìn chằm chằm về phía ông Moody Như thể là không hề chắc chắn Có đúng thực sự là đang nhìn thấy ông ấy không Rồi no. Khi nào dùng watch, khi nào dùng see See tức là nhìn thoáng Còn watch thì thường là nó có một cái attention ở đấy Rồi no. Me said Moody grimly And unless you've got anything to say to Porter Kagarov, you might want to move. You're blocking the doorway. Tôi á, ông Moody thì nói một cái giọng nó gọi là um, kiểu mặt nó tối lại. Đó, mặt nó tối sẩm lại xong rồi là kiểu nó đang có một cái gì đó thể hiện sự 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 uh, hoài nghi hoặc là một cái thứ mà nó kiểu như u ám ở đấy. Thì đấy nó là grim. Đấy, cái giọng nói rất là u ám nhé. Trừ khi ông có bất cứ điều gì để mà nói với Porter Kakarov thì ông có có thể là muốn uh, di chuyển gì đấy, đấy, bởi vì ông đang chặn đứng cái đường đi đó, đang chặn đứng cái đường đi đấy, blocking mà doorway thì tức là cái lối lối cửa vào. It was true. Half the students in the hall were now waiting behind them, looking over each other's shoulders to see what was causing the hold up Quả thực là như vậy. Một nửa số học sinh ở trong cái con sảnh thì bây giờ đang đứng chờ phía đằng sau họ nhìn qua vai của mỗi người để mà xem xem thứ gì nó đang gây ra cái sự uh, chậm trễ. Look over each other's shoulders đúng không? Kiểu, cứ nước nhìn nhau, cứ nhìn qua vai của nhau. Đấy. Hold up nha. Bình thường bình thường nó gọi là kiểu như sâu cái gì nhỉ? Hold something up đúng không? Tức là mình postpone cái đấy, mình postpone cái đấy, mình 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 hoãn cái thứ đấy lại, mình làm nó chậm trễ. Và đây, the hold up Đúng không? Cái sự chậm trễ Cái sự bị nán lại Nó dùng một dạng danh từ ghép như thế này cũng được mà Without another word Professor Karkaroff swept his students Away with him Moody watched him out of sight His magical eye fixed upon his back A look of intense dislike Upon his mutilated face không hề có một lời nào nói thêm. Giáo sư Karkaroff um, quay gót đi cùng với học sinh của ông ấy uhm, từ từ ơ okay. thế à nó có hai ý nghĩa đúng không vậy thì trong cái văn cảnh này nó có nói kiểu dứt khoát rồi Đấy, đầu tiên nhá nếu mà grim cứ nhớ này nó sẽ thể hiện một cái very serious, gloomy or depressing manner. Đó, nói về kiểu trạng thái nó tối tăm chưa? Thứ hai, thì đây. In an unrelenting manner despite hardship. Đó có hai nghĩa nha Vừa rồi là mình kiểu như là nhìn qua mình thấy nghĩa thứ nhất đúng không? Mình chưa kiểu như phân tích nghĩa bóng của nó. Đúng rồi, nó có nghĩa là kiểu như dứt khoát. Nó có hai nghĩa cơ. Ờ, tiếp theo đến đâu nhỉ? Swept thì ý của nó có nghĩa là sweep. Sweep thì khi mà một người mà mặc áo choàng ấy Một người mà mặc áo choàng thì đi nhá Thì cái vệt áo, cái tà áo ấy Nó gọi là cái hem á Nó sẽ loẹt quẹt ở trên cái nền nhà vì vậy cho nên thường cái câu chuyện này nó dùng từ swap này rất là nhiều Nói về giả bước đi thôi <laughs> Nói về cái việc giả bước đi thôi Và đây là đi away đúng không? Đi chỗ khác ờ, Ông Moody nhìn ông ấy khuất khỏi tầm nhìn cái con, cái con mắt ma thuật của ông Moody Thì nó cứ thế cố định ở trên cái phần đằng sau của ông Kakarov Cái lưng của ông Kakarov một cái nhìn thể hiện sự không ưa rất là dữ dội thì nó hiện lên trên cái gương mặt mà um, chi chít vết sẹo của ông ấy nói chung là cái gương mặt nó bị nó bị cái gì nhỉ nó có rất nhiều vết cắt nhá yeah. rồi intense thì đó là nó vô cùng là căng đó dữ dội mãnh liệt thì đấy nó gọi là intense đó. và dislike thì đó dislike còn gì nữa đúng không không thích <laughs> không thích còn mutilated nha thì thường ấy một người mà nó gọi là mutilate thì tức là bị què cụt. Nó là mutilate upon không, upon là nó nó là nó là một từ trang trọng, một cái phiên bản trang trọng hơn của từ on. Đấy, mutilate tức là, một người đã bị cắt cụt, đã bị cắt hay là bị xẻo. Đó thì nó là mutilated. Alright. Rồi. Ok chưa? tiếp theo nhé chúng ta đọc trên trang web nào đây là cái ứng dụng mặc định ở trên uh, máy tính các ạ thầy ơi mẹ em thi rồi có lời khuyên gì không mai thi rồi thì đi bây giờ đi ngủ đi <laughs> còn gì nữa để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai nhỉ? Now as the next day was Saturday most students would normally have breakfasted late ui ôi, mẹ nó dùng cái từ breakfast ở dạng động từ này thấy ngon không nó dùng từ breakfast ở dạng động từ khi mà cái ngày tiếp theo nó là thứ bảy thì thông thường phần lớn học sinh sẽ ăn sáng rất là muộn đấy they would normally have breakfasted uh, late đó nó dùng cái từ nó gọi là breakfast ở dạng động từ nha Để ăn sáng tức là vốn dĩ theo một cái dạng thái một cái trạng thái giả định điều không có thật trong quá khứ ấy, thì thông thường người ta sẽ ăn sáng muộn ừ. Em lo quá không ngủ được thầy ơi, cứu em trước em học khóa B1 của thầy. À, B1 á, à. B1 thì tức là nó hướng đến tầm khoảng điểm 5 năm rưỡi đúng không? Bây giờ em đang làm uh, reading với lại listening đang điểm bao nhiêu? Đấy, khóa B1 thì nó chỉ hướng đến tầm khoảng năm rưỡi thôi. Năm rưỡi là tối đa thôi. Uh, thế thì nha, nếu mà như thế này, năm rưỡi, năm rưỡi thì cố gắng đừng có sai ngữ pháp là đã có thể đạt được năm rưỡi dễ dàng rồi từ vựng không cần phải cao được không? từ vựng không cần Đấy, không cần từ vựng đâu nó dùng baby words cũng thoải mái năm rưỡi nó rất là đơn giản nó là một cái mức trung bình thôi would have cộng v 3 khi nào á uh, khi mà giả định một điều không có thật trong quá khứ và nói đến, nói đến cái 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 uh, diễn biến của nó kết quả của nó ok listening và writing có tip gì không á uh, listening à, uh, listening thì thực tế ra nhá tức là em nghe em sẽ cố gắng dự đoán được cái người nói, đó tức là phân chia theo kiểu là bây giờ ấy. ví dụ cái phần part one thường sẽ là cái phần mà nó khiến cho chúng ta bị call of god nhiều nhất ấy. thì lúc đấy em cố gắng phân tích xem người nào là người hỏi, người nào là người trả lời á và thường các cái đáp án nó sẽ rơi người trả lời đúng không? Ê, thì lúc đấy mình mình phân bố sự tập trung có thể là cái câu hỏi của người hỏi mình chỉ nghe qua thôi xong rồi mình dồn hết sự tập trung vào cái câu trả lời của người người trả lời á ví dụ có một ông hỏi một bà lấy thông tin của bà đấy thì chỉ có tập trung vào cái lời nói của bà ấy thôi chứ đúng không đấy để mà mình đỡ bị phân tâm đấy sau khi cái part một mà nó xong nhá thì bắt đầu tinh thần của mình nó vững hơn thì lúc đó part two nó sẽ có một cái sự tập trung rõ ràng hơn á thường là các bạn bị 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 uh... Kiểu không cảnh giác ở cái phần part 1 thôi. Uh, ok. Nào, tiếp theo này. Harry, Ron and Hermione however were not alone in rising much earlier than they usually did at weekends. Harry, Ron và Hermione tuy nhiên lại không có ở một mình. Không phải là những người duy nhất trong cái việc thức dậy sớm hơn rất nhiều so với lại thường lệ mà họ sẽ làm vào cuối tuần. Reading thì có lụi được không á? đấy là tùy may mắn của em kiểu gì chả lụi được đúng không tùy vào may mắn em điền như thế nào uhm, nhưng mà thường nó phải có cơ sở một chút đấy em em dò theo cái sự phân bố đáp án đó. nhưng mà tốt nhất nhé đó là hãy tập trung làm đúng được những cái câu uh, uh, gap feeling gap feeling feeling điền từ ấy đó thì em em học B1 đúng không? Ít nhất là em cũng sẽ có được cái nhận biết về keyword là gì. Đấy, keyword ở đây nó có thể là những cái tên riêng rồi là thời gian, con số xong rồi em đối chiếu với lại cái bài đọc em tìm ra những cái keyword, những cái vùng cần đọc đấy rất là nhanh. Nha, sau đó rồi em sẽ 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 dựa vào cái ô trống đấy, cái loại từ của nó là gì này, cái số lượng từ mình được mình được điền này, rồi em sẽ nhanh chóng tìm ra được cái đáp án thôi cố gắng đúng được các cái câu các cái câu ghép filling nha yeah. còn mấy thằng kia thì đấy em muốn lụi thì lụi đúng không uh, rồi when they went down into the entrance hall they saw about 20 people milling around it khi mà khi mà họ đi xuống cái con sảnh lối vào họ nhìn thấy tầm khoảng 20 người đang um, uh, loay hoay xung quanh cái chỗ đấy lịch đọc truyện và mỗi tối mà thứ hai cho đến thứ bảy uh, writing test một không viết không đủ thì tạch cả bài à thầy không đâu đừng có ngớ ngẩn thế nhá writing ấy kể cả mình viết không có đủ cái uh, không có hoàn thiện hết các bài ấy, nó vẫn có điểm nhá hôm nay có một bạn báo điểm cho mình uh, có làm hết đề đâu có làm hết đâu vẫn sáu rưỡi writing bởi vì nó đi đúng format nha người ta vẫn chấm dựa theo những thứ gì mà mà nó cung cấp ấy mà mình có cung cấp trong cái bài viết ấy chứ không nhất thiết là mình phải hoàn thiện được hết đâu đó nó đúng format là được nha và tất nhiên là ít nhất là nó cũng phải có được một cái body đã cái body còn lại thì có thể dở dang nhưng mà không thể nào mà kiểu mất đi toàn bộ hai cái body được, được chưa? rồi mill là cái cối xay gió và nếu ở dạng động từ ấy thì tức là người ta cứ loay hoay người ta xoay quanh cái chỗ đấy được chưa mill around đó loay hoay lẩn vẩn xung quanh cái chỗ đó some of them eating toast all examining the goblet of fire. Một số người thì đang ăn cái bánh mì nướng. Còn tất cả thì lại đang xăm soi cái cốc lửa. List Hôm nay như kiểu là cái show trả lời câu hỏi nhỉ. Uh, list Liz nghe mà hay bị để ý và keyword gạch chân xong bị mất tập trung thì khắc phục sao? Thực ra cái list cái quan trọng nhất ấy cái listening ấy là mình phải nắm được hệ thống câu hỏi. Tức là cái trong cái lúc mà đọc câu hỏi ấy, mình phải có một cái một số những cái dự đoán trước trong đầu. À chỗ này nó liên quan đến nó hỏi đường đúng không? Vậy thì chắc chắn một cái câu hỏi nó có thể sẽ xuất hiện đó là where do you live hay là can you tell me your address. Đấy, sau đó rồi mình sẽ um, lắng nghe cái câu hỏi đúng không? Và mình sẽ gọi là snapped attention để mà chuẩn bị nghe cái câu trả lời tức là phải phân tích câu hỏi kỹ vào. Đấy, rồi tiếp theo này, it had been placed in the center of the hall on the stool that on the stool that normally bore the sorting hat. Cái cốc lửa nó đã được đặt vào trung tâm của con sảnh trên một cái ghế đầu mà thông thường nó đựng trên một cái ghế đầu mà mà thông thường nó chứa cái mũ phân loại. Đó. Speaking part 2, có tip gì không nè? À? Uh, speaking part 2 uh, Ngoài cái việc So except from the usual suspects That you uh, will need to be precisely So you will need to like be precise in your um, In your use of tenses Đúng không? Ngoài trừ cái việc là phải sử dụng đúng cái thì thời á thì chắc là em có thể kết hợp với storytelling một chút. Storytelling should be included in the speaking part too. Storytelling tức là cái kỹ thuật kể chuyện đấy. Em cố gắng làm sao mà em gọi là vẽ lại cái bức, bức tranh đấy cho giám khảo nó nó hình dung rõ ràng. Nha, kể chuyện lại. Kể thì thường nó nói về cái context, cái context, context của cái uh, uh, thứ em định miêu tả. Ấy. Đúng không? Đấy, hãy hãy nghĩ đến những cái câu hỏi xung quanh cái đồ vật xung quanh cái 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 um, chủ đề mà mình được hỏi đúng không who đấy. rồi là where xong rồi là when đó rồi vẽ thêm cái bối cảnh ra để cho người ta hiểu nhé và cố gắng đừng có gọi là khựng lại lâu quá rồi place ở danh từ nó là nơi trốn ở dạng động từ tức là được đặt ở nơi nào thôi nữa đặt ở nơi nào có dạy một một không dạy cho những bạn cấp tốc thôi một hai tháng thi thôi và yêu cầu là phải tầm khoảng năm rưỡi trở lên rồi um, nào stool thì đó là cái ghế đầu nha ghế đầu chắc là chúng ta biết ghế đầu là cái gì đúng không <laughs> Người ghế mà không có chỗ tựa này không có chỗ để tay bore đó quá khứ từ bear bear something tức là mang thứ đấy trên mình được mang thứ đấy trên mình sort tức là phân loại sắp xếp A thin golden line had been traced on the floor, forming a circle 10 feet around uh, around it in every direction. Một cái đường vàng mỏng đã được um, đánh dấu trên cái nền nhà, tạo thành một cái vòng tròn tầm khoảng 10 thước chân xung quanh cái 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 cái, cái cốc lửa theo mọi hướng. Để theo mọi hướng. Trace danh từ nó là cái dấu vết động từ thì tức là mình kiểu lần theo cái dấu đấy. lần theo cái dấu đấy. Rồi form tức là tạo thành đúng không? Circle hình tròn. Feet, Một feet nó tầm khoảng à uh, 30 cm ấy. Đấy thì nó gọi là một feet nha và đây 10 feet đúng không? 3 m. Uh, tiếp theo in every direction trong mọi hướng này. Any anyone put their name in yet? Uh, an, anyone put their name in yet? Ron asked a third, year, uh, a third year girl eagerly Đã có bất cứ ai đặt tên của họ vào chưa? Ron hỏi một cô gái năm thứ ba Một cách hồ hỏi à, Một cách uh, mừng rỡ hồ hởi được không? A third year girl Một cô gái năm thứ ba Đây là cái kiểu ghép từ vào nhé Cái từ yet Thì ý của nó có nghĩa là tính đến lúc đấy Thì đã hay chưa? Còn tương lai như thế nào thì nó không bàn đến. Hả? Tính tới lúc đấy vẫn chưa, đúng không? Rồi, eager thì nó hồ hởi, kiểu nhiệt huyết này. Uh, all the Dumbstrang lot, she replied, but I haven't seen anyone from Hogwarts yet. Tất cả cái đám học sinh Dumbstrang, con bé nó trả lời lại Ron này. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy bất cứ một người nào đến từ Hogwarts. Vẫn chưa, đúng không? Vẫn chưa. Uh, cái lot thì nó ám chỉ kiểu cả đám ấy. Đó, cả đám You lot, đúng không? Cả đám chúng mày uh, Xong rồi là kiểu như Their lot, cả đám bọn họ mm. Bet some of them put, the, put their names in last night After we'd gone to bed Said Harry I, I would have done it um, If it had been me Would have wanted everyone watching What if the goblet just Just Gob Từ, 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 từ này nhìn nó lạ nhỉ What if the goblet just gobbled you right back out again? À, tớ cá là một vài người trong số chúng ta đã bỏ tên của họ vào buổi tối hôm qua sau khi mà chúng ta đã lên giường đi ngủ. Harry nói We had gone, đúng không, we had all gone to bed. Tớ sẽ làm cái điều đấy nếu như nó là tớ à, ý của nói có nghĩa là giả định một điều không có thật trong quá khứ vào tối qua nếu có tớ cũng đã làm, đúng không? Ờ rồi, tất nhiên tớ cũng sẽ không muốn ai nhìn thấy cái việc mà tớ bỏ tên vào đâu. nào wouldn't have wanted, đúng không? Không hề muốn bất cứ ai nhìn. Nhỡ như cái goblet nó nhả cái tên của tớ ra một lần nữa thì sao? Đấy, từ này chắc chắn là từ nó gọi là từ nhả rồi, đúng không? Nhưng mà mình sao sao mình chưa thấy cái từ này bao giờ nhỉ? ui mẹ nó đấy mình khựng lại vừa nãy ý, bởi vì mình thấy cái từ này nó rất là lạ sẽ lại góp à nó là từ góp đúng không à, từ góp ừ. đây nó là tiếng lóng anh em ạ à. nó là tiếng lóng nha thế cho nên là ít ít dùng là đúng rồi đúng không thì đây nó là kiểu tiếng khạc nhổ góp khạc nhổ tiếng lóng Alright lại rồi ok Uh, right back out again tức là kiểu nhổ cái tên của mình ra đúng không someone left behind Harry turning he saw Fred George and Lee Jordan Hurrying down the staircase all three of them all three of them looking extremely excited một số người ai đó thì cười phía đằng sau Harry cười lớn lên này quay lại cậu ta nhìn thấy Fred George và Lee Jordan đang vội vàng đi xuống cái cầu thang cả ba thằng này nhìn vẻ mặt của chúng nó vô cùng là hứng thú à, ba thằng này nó 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 ăn gian rồi đúng không done it Fred said in a triumphant whisper to Harry Ron and Hermione just taken it bọn tớ làm rồi bọn anh làm rồi Fred nói trong một cái tiếng thì thầm đầy sự chiến thắng với lại Harry Ron và Hermione cái từ triumphant yeah, triumph đó là cái sự vinh quang uhm, cái sự vinh quang dạ, vinh dự khi mà chúng ta thắng một thứ gì đó và đây là tính từ của nó này whisper thì tức là thì thầm rồi đúng không just taking it vừa mới làm cái việc đấy thôi what setron the aging potion dung brains um, sẽ set, set fret đó là cái thuốc tăng tuổi ấy đồ não ngu nói chung là đồ ngu thôi đăng thì nó là phân á shit đó và đây ý của nó là một cái tiếng một cái một cái từ để chửi nha thằng ngu one drop each said George, rubbing his hands together with, with glee. We only need to be a few months older. Mỗi người thì đã làm một giọt rồi. George nói, bởi vì each là từng cái đúng không? Và drop tức là một cái giọt nhé. Tí nữa mình cho mọi người một cái từ nó gọi là muối bỏ bể. Rubbing his hands, kiểu xoa xoa, trà sát hai cái tay lại với nhau. Với sự ngạo nghễ. Bọn anh ấy chỉ cần uh, già hơn một vài tháng thôi là đủ 17 tuổi đúng không a few months older đấy rub nha thì đó có nghĩa là kiểu như hai thứ nó cọ sát glee ngạo nghễ đúng không giống kiểu mình chiến thắng xong rồi là mình um, mình mình gloat over gloat cũng là một cái từ nữa nha tức là kiểu mình hả hê ấy. hả hê rồi và glee thì nó dạng danh từ đúng không sự 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 tinh quái quái chiêu thì nó là glee uh, À A drop in an ocean Đó uh, A drop in an ocean Hoặc là In the ocean Thì nó có nghĩa là kiểu Muối bỏ bể yeah. Rồi We're going to split We're going to split the the, We're going to split The thousand galleons Between the three of us If one of us wins said lee Grinning broadly Bọn anh Sẽ chia Một nghìn đồng vàng Giữa cả ba bọn anh nếu một trong ba bọn anh thắng Ly nói và cười nhăn răng một cái cách nó rất là dạng dỡ Nghe răng ra cười một cách dạng dỡ Split, chia Split up thì tức là kiểu như chia đều ấy mà Chia đều À sorry, split up thì nó lại là kiểu như chia tay <laughs> Rồi split up là chia tay nha Rồi một cặp đôi đúng không chia tay Green thì đó là kiểu cười mà nghe hai răng ra, uh, broad thì đó là rộng đúng không? và thường ý của nó nghĩa là kiểu cái hàm răng ấy. Uh, nghe răng ra. I'm not sure this is going to work, you know? Said Hermione war warningly. I'm sure Dumbledore will have thought of this. Em em không chắc là cái này nó sẽ hoạt, nó sẽ có ích đâu. Anh biết đấy cái con bé này đúng không lúc nào nó cũng kiểu như là nó bất in nó 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 chen cái mồm của nó vào xong rồi là nó làm mọi người cuột hứng đấy she's a bit of she's a bit of um, of a bit từ từ a nosy person đúng không she's a bit of a nosy person tức là một người nhiều chuyện một nha thứ hai là con bé lúc nào nó cũng chõ chõ cái mồm nó vào thì tức là nó bất in bất cái mông đấy đúng không cái mông đấy tức là kiểu như nó xịa cái gì này nó nó là nó 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 xen vào đúng không Đấy, chuyện của người khác xong rồi một từ nữa nhá uh, she's always butting in um, others' matters she's a bit of a nosy person and uh, cái gì này nhỉ miêu tả nó à con này con, con nó còn là cái kiểu là know it all cơ tỏ vẻ ta đây biết tuốt đúng không know it all một số từ để bạn miêu tả con bé đấy nhá xong rồi cái gì nữa nhỉ à nó luôn luôn khiến người khác mất hứng đúng không à, she's really buzzkill đấy, right. khiến người khác kiểu mất hứng rồi buzzkill đúng không buzzkill ok buzzkill khiến người khác mất hứng Right. rồi nhá còn cái từ warn thì nó là cảnh báo đúng không à, cảnh báo vậy thì đấy ý của nó con đầy giọng cảnh báo em chắc chắn rằng thầy Dumbledore đã nghĩ về cái chuyện này will have thought đúng không, đã nghĩ về cái chuyện đó không thực tế nó là kiểu như là cái gì tương lai uh, hoàn thành à? đấy, tương lai hoàn thành ý của nó có nghĩa là kiểu như um, nếu mà cái việc này đã diễn ra đúng không, thì trong tương lai uh, theo một cái quá trình tính đến một thời điểm trong tương lai thì chắc chắn là thầy Dumbledore đã nghĩ đến rồi đấy uh, tức là kiểu gì cuối cùng cũng sẽ phát hiện thôi fred george and lee ignored her ba thằng này thì làm ngơ con bé bờ nha N kiểu không bận tâm ready fred said to the other two quivering with excitement come on then i'll go first sẵn sàng chưa fred nói với lại hai thằng kia uh, dùng mình lên run mình lên với cái sự uh, hứng thú đi nào Đấy, tớ sẽ đi đầu tiên Quiver nha Quiver kiểu run nhưng mà run ở đây run theo một cái đợt nó ngắn thôi đó run theo một cái đợt ngắn thôi. Harry watched fascinated and uh, as Fred as Fred pulled a slip of parchment out of his pocket bearing the words Fred Weasley Hogwarts. Uh, Fred walked right up to the edge of the line and stood there rocking on his toes like a dip like a diver preparing for a 50 foot drop. Harry nhìn đầy những cái sự mê mẩn hứng thú khi mà Fred lôi ra một cái mẩu giấy da từ cái túi của cậu ta đấy. trên cái mẩu giấy da đấy thì mang cái dòng chữ Fred Weasley ở trường Hogwarts Fred thì đi ngay đi ngay đến sát cái cạnh ngoài của cái đường giới hạn tuổi và đứng đó lắc lư trên cái ngón chân của mình như là một thợ lặn, chuẩn bị để mà nhảy xuống cái 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 độ cao 50 thước, 50 thước chân. Rồi. Nào có những từ như thế này nhá, fascinated đó, thì tức là kiểu mình bị lôi cuốn, mình bị hứng thú nhưng mà đồng thời mình còn có cái sự tò mò nữa cơ. Nó khá là giống cái từ mê mẩn ở tiếng Việt. Đừng có ai bảo là từ này bằng với từ interested nhá hai từ nó khác nhau đấy có sắc thái khác nhau đấy từ này nó còn có cái sự say mê nữa cơ uh, slip nó no, slip tức là kiểu như một cái đoạn giấy thường là kiểu dọc ấy, một cái đoạn giấy dọc động từ thì nó còn có nghĩa là trượt ngã parchment thì nó giấy da à nào cái cụm out of somebody's pocket thì đấy nó còn có nghĩa là kiểu hết tiền nhá I'm out of my pocket hết tiền rồi Đấy là nghĩa nghĩa bóng Còn đây là nghĩa đen này Bear thì rất là mang theo rồi The edge Thì đó là cái cạnh ngoài cùng Cái đường ngoài cùng ấy Cái viền ngoài của cái đường đấy um, Rock Đừng có hiểu là đá nhá Nó có nghĩa là kiểu lắc lư đó. Xong rồi là tranh um, vênh đổ bên này đổ bên kia Ví dụ một cái con thuyền Nó đang rock trên cái mặt nước đúng không Nó gọi là dập dành trên mặt nước thật lặn Um, Thợ lặn diver bởi vì dive đó là lặn mà drop đó là một cái cú nhảy đúng không also oh, xong rồi then with the eyes of every person in the entrance hall upon him he took a great breath and stepped over the line sau đó với cái con mắt của tất cả mọi người trong cái con sảnh chờ nhìn vào anh ấy nhìn vào anh ta anh ta lấy một hơi rất là sâu và bước qua cái đường giới hạn tuổi Great nha, đừng có gọi là một hơi rất là tuyệt nha Nó có nghĩa là đáng kể ấy. Cái mức độ lớn đó ừ, Rồi step thì nó bước này Bước qua cái đường Ok, for a split second Harry thought it had worked George certainly thought so For he let out a yell of triumph And leapt after Fred But next moment there was a loud sizzling sound And both twins were hurled out of the golden circle As though they had been thrown by an invisible short putter Short Putter <laughs> trong một cái tích tắc Harry đã nghĩ rằng nó hoạt động rồi George thì chắc chắn là nghĩ như vậy bởi vì anh ấy um, hô lên một cái tiếng um, từ từ anh ấy hô lên một cái tiếng đầy sự vinh quang đầy sự thắng lợi và nhảy theo phía đằng sau Fred nhưng vào cái khoảnh khắc sau đó có một cái tiếng xì xì nó rất là lớn và cả hai cái thằng song sinh nó bị ném ra khỏi cái vòng cái vòng tròn bằng vàng đó cái đường tròn uh, màu vàng như thể là họ đã bị ném bởi một cái người uh... thôi một cái bàn tay vô hình đi đấy một cái bàn tay vô hình đi chúng ta nhé sẽ có cái từ split second đó tức là kiểu cái dây nó đã được phân chia ra split là chia mà đó là kiểu tách ra mà OK, um, let out một thứ gì đó thì thường tức là liên quan âm thanh ấy mình kiểu như buột miệng ra xong rồi mình để nó vang ra đấy à, kiểu let out một cái tiếng um, ho, được, let out một cái tiếng ở, uh, a burp à, rồi let out một cái a uh, cough đúng không, một cái tiếng ho và đây là một cái tiếng hét này, triumph, sự vinh quang, sự chiến thắng, Ừ. searô nha, các bạn mà đi, các bạn mà đi ăn nướng ấy đó thì cái xèo xèo ấy nó gọi là sizzle sizzle xèo xèo lao thì nó là to rồi và đây là cái âm thanh xì xèo rất là lớn uh, Hurl thì tức là kiểu như là nó nó lao về phía của một cái thứ gì một cách nó rất là nguy hiểm đó lao về phía đấy vậy thì nếu mà dùng ở dạng bị động thì tức là à được văng ra được hất văng ra Uh, golden thì tức là nó có màu vàng hoặc là nó kiểu ống vàng thôi chứ không phải là bằng vàng as though như thể này invisible tức là uh, vô hình đúng không đã được ném ra bởi một cái short putter vô hình từ, từ short putter mình nghĩ nhá đó là một cái cầu thủ bóng ném đấy cầu thủ bóng ném đúng không ho người ném tạ đấy người ném tạ Đấy, bởi vì put a shot thì tức là người ta giống như kiểu bây giờ ấy một người kiểu như tạo ra một cái lực văng đúng không thì đấy shot nó là cái lực bắn mà rồi they landed painfully 10 feet away on the on the cold stone floor and to add insult to injury there was a loud popping noise and both of them sprouted identical long white beards họ này họ đáp xuống đất một cách vô cùng là đau đớn tầm khoảng 10 thước chân um, cách khỏi cái vị trí đó trên cái nền đất đá rất là lạnh đó, nền nhà bằng đá rất là lạnh và thêm um, và bên cạnh cái, cái 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 từ từ add insult to injury nhá và còn tệ hơn và còn tệ hơn có một cái tiếng bụp rất là lớn và cả hai người đó mọc ra những cái bộ dâu trắng từ từ mọc ra những cái bộ dâu trắng dài và giống nhau rồi từ land nhá đó là đất ở dạng động từ tức là tiếp đất ten feet away cách xa 10 thước chân đúng không? rồi đây là một cái thành ngữ này add insult to injury tức là um, đã có injury rồi bây giờ lại còn nhận thêm cái insult đúng không ý của nó là như thế giống kiểu cho chó cắn áo rách ấy nhỉ Yeah. rồi pop Pup một cái thì nó gọi là pop yeah. sprout này sprout thì uh, thường nó gọi là nhú lên nói về cây cỏ nói về thiên nhiên nha yeah. và sprout nhú lên và đây là kiểu mọc ra thôi uh, identical tức là hai thứ nó nhìn y hệt nhau Beard dâu 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 trắng the entrance hall rang with laughter even fred and george joined in. Uh, once they had got to their feet And taking a good look at each other's beards. Um, cái con sảnh lối vào thì nó vang lên với những cái tiếng cười của mọi người xung quanh. Um, the, uh, the laughter of the onlookers. The onlookers. Cho mọi người nha, cái từ nó gọi là người chứng kiến. Onlookers. Người có mặt ấy. Onlookers. Kể cả Fred and George cũng tham gia vào cái tiếng cười đấy Một khi mà họ đã đứng dậy Và có một cái nhìn nó trực diện vào cái bộ dâu của nhau Đây, cái get to their feet Đó là đứng dậy ở nghĩa đen Và đồng thời cũng là đứng dậy, vực dậy sau thất bại của nghĩa bóng Sở hữu đúng không? Each other's beard Bộ dâu của mỗi người nha I did warn you said a deep amused voice and everyone turned to see Professor Dumbledore coming out of the Great Hall. Tôi đã cảnh báo rồi. Một cái giọng nói trầm um, và đầy sự hứng thú, đầy sự thú vị thì nó vang lên ở phía đằng sau và tất cả mọi người quay lại để thấy rằng giáo sư Dumbledore đi ra từ cái con sảnh chính. Um. Amused Amused giống kiểu bây giờ mình thấy rằng cái đấy nó khiến cho mình có hứng ấy. cái đấy nó 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 khiến cho mình kiểu như um, cảm thấy thú vị nữa Đó, amused Đó, nó là như thế amused ừ. hết từ khó rồi đúng không ừ, rồi tiếp tục nhá tiếp theo này he surveyed fred and george his eyes twinkling i suggest you two both go nếu no, you both go up to Madam Pomfrey, she's already tending to Miss Fawcett of Ravenclaw or Mr. Summers of Hufferfuff, both of whom decided to age themselves, uh, age themselves up a little too, though I must say neither of their beards is anything like as fine as yours. Um, ông ta, ông thầy hiệu trưởng thì kiểu nhìn xăm soi Fred và George. Cái đôi mắt của ông ấy thì nó ánh lên. Survey nha, danh từ là khảo sát. Một cái khảo sát ở dạng động từ, tức là kiểu mình nhìn từ đầu cho đến chân. Đó, à, cái đôi mắt của ông ấy twinkle. Twinkle thì tức là kiểu như cái vì sao trên trời thôi, nó ánh lên thôi. Tôi uh, gợi ý rằng hai cậu lên gặp bà Madame Pomfrey. Bà ấy đã đang chăm sóc cho cô Fawcett đến từ nhà Ravenclaw. Và cậu Summers của nhà Hufflepuff Cả hai người này quyết định rằng là đã tăng tuổi của bản thân lên một chút Cũng đã tăng tuổi bản thân lên một chút Mặc dù tôi phải nói rằng Cả hai bộ dâu của họ thì không hề đẹp như là bộ dâu của hai cậu Đấy chưa? Thì mình sẽ có những từ như sau này Đầu tiên từ này hay này Từ này hay nha từ ten á, từ ten các bạn gọi là ten to do something đúng không? Thì nó có này có một cái xu hướng làm gì đó. Nhưng mà ten to somebody. Đấy, thì nó có là chăm sóc người đấy. Thường nha, những người mà có bệnh hoặc là cây cỏ ấy thì nó dùng từ ten. Đó, nó dùng từ ten. Đó. Cây cỏ hoặc là chăm chăm người ốm. Rồi tiếp theo, both of whom cả hai người đấy đúng không? Age ở dạng động từ mà thì tức là tăng tuổi lên đấy và đây a job này a này tăng tuổi lên này uh, neither tức là cái này không và cái kia cũng không tức là cả hai bộ dâu của hai cái đứa ở phía bên trên nhá as fine as yours tức là nó nó excellent nó đẹp như là bộ dâu của hai hai cái thằng song sinh đấy và anything like đúng không tức là cái cấu trúc phủ định thôi không hề nha không hề giống Đấy, right, rồi, friend George set off, set off for the hospital wing, accompanied by Lee, who was howling with laughter. And Harry, Ron, and Hermione also chortling went in to breakfast. Fred và George bắt đầu đi uh, hướng đến cái khu bệnh xá. Được đi cùng bởi Lee, người mà đang rú ầm lên với lại cái tiếng cười của mình. Và Harry, Ron và Hermione cũng đang cười một cách sảng khoái khà khà thì họ đi vào sảnh để mà ăn mình để mà ăn sáng <laughs> All right, rồi nào có những từ này nha từ set off này thì đó là bắt đầu đi thôi bắt đầu đi thôi hospital wing ấy mình đã giải thích một lần trong các livestream trước tức là khi một cái tòa nhà chính nó có một cái sự kết nối với lại một cái một cái phần phụ của nó đó thì cái phần phụ đấy nó gọi là cái wing đấy và thường nó kiểu có một cái cầu bắc ngang á thì đấy nhớ nhá nó gọi là cái wing nó tức là như thế các bạn mà đến vincom bà triệu ấy thì biết rằng là nó sẽ có hai cái wing bên cạnh cái tòa chính của nó đối mặt với lại cái đường bà triệu company tức là người đồng hành và đây là được đi cùng được đồng hành Howl thì đó là cái con uh, chó sói nó hú lên Và đây coi là cười uh, Gầm lên với cái tiếng cười của mình Cho đồ này Cho đồ thì thường nói về những cái ông già Kiểu cười một cách nó sảng khoái <laughs> Kiểu thế <laughs> Kiểu thế Rồi when uh, Went in to breakfast đúng không? Đi vào chuẩn bị ăn sáng The decorations in the great hall had changed this morning As it was Halloween A cloud of a cloud of live bats was was fluttering around the ench the enchanted ceiling. While hundreds of carved pumpkins leered from every corner. Cái sự trang trí trong cái con sảnh chính thì nó đã thay đổi vào sáng hôm nay. Uh, decoration tức là những cái đồ trang trí, vật trang trí á. Bởi vì nó là ngày Halloween thế cho nên là một đám những cái con rơi còn sống nó đang bay phập phờ xung quanh cái trần nhà đã được ếm bùa trong khi đó hàng trăm những cái quả bí ngô đã được nạo khoét thì nó đang uh, um, nó đang uh, lia tức là kiểu như một là kiểu mắt nó nhìn đều hai tức là cười nó nhếch mép thì đấy nó gọi là lia yeah, và đây có thể hiểu là à chắc là nó nhìn nó, nó nhìn theo kiểu uh, uh, từ từ mình phải xem lại này đấy đây 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 này nó nhìn theo kiểu dâm dật <laughs> nhìn theo kiểu dâm dật <laughs> ok nó gọi là leer uh, mắt 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 lươn đúng rồi mắt lươn nó nhìn mắt lươn từ mọi góc này chúng ta sẽ có cái từ nhá đó từ cloud đám mây ấy, nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu cảm cái đám khi mà nó tụ lại với nhau life đó là còn sống đúng không flutter nói về những cái con động vật có cánh khi mà nó cứ thế nó đập sao sạc nó lấp lửng ở một cái một cái vị trí nhất định thì đấy nó gọi là flutter enchanted tức là đã bị dính bùa rồi đó các bạn nhớ cái bài enchanted của Taylor Swift mà <laughs> trong một livestream mình đã <laughs> mình đã thể hiện một cách thảm họa chưa đấy từ rất là lâu từ từ mình cắm cái sạc nhé enchanted phải uh, cách đây tầm khoảng 15 cái livestream mình có <laughs> hát cái bài <laughs> thảm họa luôn <laughs> đúng không I've never been such a song bird such a song bird. tức là một người hát hay Alright. nào cough cough là điêu khắc nhá là khắc là nạo đúng không đấy, thì đấy ý của nó có là những cái quả bí ngô nó đã được lạ, được nạo khoét này Harry led the way over to Dean and Seamus who were discussing those Hogwarts students of 17 or over who might be entering. Harry dẫn đường cho mấy đứa kia đi qua um, Dean và Seamus. Những người mà đang thảo luận với nhau về những học sinh trường Hogwarts thuộc độ tuổi 17 hoặc là già hơn 17, những người mà đã có thể um, người mà mà có thể sẽ tham gia cái giải đấu này. Thôi, đừng nhá. Đấy. Hát gì nữa, đúng không? Discuss something ý của nó có là bàn về cái đấy thôi đúng không? Đơn giản mà. Câu này chảo gì thì chả có từ gì khó. There's a rumor going around, Warrington got up early and put his name in. Dean to Harry. That big bloke from Slytherin who looks like a sloth. Đã có cái tin đồn nó được lan được lan truyền xung quanh trường. Cái thằng Warrington thì nó đã dậy sớm vào sáng nay và nó đã nộp cái tên của nó vào trong cái cốc lửa. Dean nói với Harry. Cái thằng cha đấy nó đến từ nhà Slytherin, người mà nhìn giống một cái con uh, con lười ấy. Nhìn giống một cái con lười. Uh, nào. Có cái từ rumor đó là cái tin đồn đúng không? Going around thì tức là nó được gọi là spread around thôi, nó được kiểu lan truyền thôi, Để, tin đồn. Rồi cái từ block nha Thì nó có nghĩa là một cái tiếng lóng Nó nói giống cái từ guy Giống cái từ guy của người Mỹ Đó, cái, cái thằng cha đấy, cái gã đấy à, Rồi sloth là con lười Con lười Các bạn nên hiểu là cái con đấy nó nó Khá là giống cái con Cái con <laughs> Chúng ta cùng đi xem hình ảnh của nó nhá <laughs> cái con lười. Đây này. Khá là đáng yêu. Được chưa? Khá là đáng yêu. <laughs> khá là đáng yêu. Nhưng mà kiểu nó hành động rất là chậm chạp ấy. Đúng không? Nói cái mãi 10 phút sau nó mới hiểu á. Harry who had played Quidditch against Warrington shook his head in disgust. We can't have a Slytherin champion. Harry, người mà đã chơi Quidditch đối đầu với lại Warrington lắc đầu một cách, um, từ từ lắc đầu của mình trong cái sự kinh tởm, disgust ở đây, thì đấy, nó có nghĩa là sự kiểu như kinh tởm nha, còn disgusting từ từ disgusting ấy thì nó có nghĩa là tính từ, miêu tả một thứ gì mà nó khiến mình cảm thấy tởm ừ. chúng ta không thể nào có một cái nhà vô địch là đến từ Slytherin được and all the huppert are talking about Diggory said Seamus contemptuously but I wouldn't have thought he He have wanted to risk his good looks và tất cả những học sinh đến nhà Harper Fox thì đang nói về anh Diggory à, rồi thằng uh, cái cậu Simmers cậu ấy nói một cách nó đầy sự uhm, khó dịch tiếng Việt từ này cần thêm nha tức là ví dụ ấy bây giờ mình có một cái uhm, một cái sự có thể coi là nó khá là giống giống cái từ ghét. Khá là giống cái từ kiểu ghét một ai đó, dislike một ai đó không ưa. Nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu như mình từ từ mình tìm. Đây này. Nó có nghĩa là kiểu khinh miệt. Đó, khinh miệt. Đấy, khinh rẻ rồi là còn nữa contempt. Kiểu mình coi người ta không ra gì đúng không? Coi người ta không ra gì contempt, contempt. Ừ. Cấu trúc thường dùng của nó nhé đó là how somebody in contempt. Đấy, hoặc là contemptuous đúng không um, nhưng mà tớ sẽ không nghĩ rằng anh ấy muốn um, gọi là đánh mất cái vẻ bề ngoài bóng bẩy của mình đâu cái good looks tức là cái dáng vẻ bên ngoài đẹp trai của nó đúng không risk tức là liều lĩnh bởi vì chắc chắn là tham gia cái giải đấu này ấy, thì nó sẽ bị sứt xước nó sẽ bị kiểu như chấn thương đúng không mặt nó sẽ có sẹo đúng rồi listen said Hermione suddenly. People were cheering out were cheering out in the entrance hall. They all swiveled around in their in their seats and saw Angelina Angelina Johnson coming into the hall, grinning in an embarrassed sort of way. Uh, nghe kìa, lắng nghe kìa. Hermione nói Hermione đột nhiên nói Mọi người thì đang um, tán thưởng và đổ ra từ cái con sảnh không đổ ra đi vào cái con sảnh lối vào gọi là chia ao nó không phải là một phrasal verb đâu ý của nó có nghĩa là cái ao này này người ta vừa đi ra người ta vừa chia đó thì nó gọi là chia cộng với từ ao như thế ờ, chứ không phải là một cái phrasal verb nhé ừ. tất cả mọi người thì đang kiểu như xuống uh, xuống uh, xung quanh không phải tất cả mọi người đều đang uh, uh, xoay xoay ngang xoay dọc xung quanh cái ghế của mình và nhìn thấy là cái con bé Angelina Johnson nó đi vào cái con sảnh cười một cách dạng dỡ nhưng lại theo một cách theo một cái cái phong thái nó hơi uh, hơi hơi xấu hổ một chút Đấy, đã cười dạng dỡ nhăn răng ra nhưng lại còn xấu hổ đúng không ờ, nào cái từ swivel nhá swivel thì nó có nghĩa là xoay tròn Ừ. Thường nói về cái trạng thái kiểu như người vũ công ba lê ấy, Người ta múa váy Người ta xoay thì tức là swivel thôi ừ. Rồi A tall black girl who played chaser uh, On the Gryffindor Quidditch team Angelina came over to them Sat down and said Well I've done it I just put in my name Ờ, Một cái cô gái da đen Cao người mà chơi cái vị trí um, truy thủ ở cái đội nhà Gryffindor. Cô bé Angelina thì đi đến chỗ của họ, ngồi xuống và nói: "Ờ, à, tớ đã làm nó rồi. Tớ đã gọi là nộp cái tên của tớ vào trong cái cốc lửa." Put in đúng không? Put in. Um, chase thì nó đuổi theo nhá và chaser tức là cái người đuổi theo những cái quả bóng. Um. Team thì khi mà mình nói trong một cái đội gì đó thì các bạn phải dùng từ on đó, on the team đấy, Bởi vì tại sao? Bởi vì cái team này này nó là một cái danh sách Và nếu mà chúng ta nằm trên cái danh sách đấy đúng không? Thì nó gọi là dùng từ on rồi đấy, Không khác gì cái list đâu nha right, Từ từ đọc đến đây nha You're kidding Said Ron looking impressed Are you 17 then? Asked Harry Cậu đang đùa đấy à? Uh, Ron nói nhìn cái vẻ mặt nó vô cùng là ấn tượng Cậu đã 17 tuổi rồi đúng không? Vậy thì cậu đã 17 tuổi rồi. Harry hỏi. "Kostiers, can't see a beard can you?" said Ron. Tất nhiên là nó 17 tuổi rồi. Cậu không thấy một bộ dâu ở đó à đúng không? từ từ. Nó lại còn câu hỏi đuôi cơ ý của nó. Um, "Cậu không thấy bộ dâu trên mặt cô ấy à, đúng không?" Rồi Ron nói này, "I had my birthday last week." Seth Angelina, uh, Angelina tớ đã có cái sinh nhật 17 tuổi và tuần trước con bé này nó nói này nốt câu nè Well I'm glad someone from Gryffindor's entering, Seth Hermione, I really hope you get it, Angelina. Oh, tớ mừng là ai đó đến từ nhà Gryffindor đã tham gia. Cái này ấy, nó là is entering nha is entering. Nó dùng hiện tại tiếp diễn bởi vì nó nói về cái việc mà đã được lên lịch trình, ấy, đã được ấn định ấy, là chắc chắn xảy ra tại một thời điểm. Ấy. Tớ thực sự nghĩ, uh, tớ, sự, tớ thực sự hy vọng cậu sẽ đạt được cái giải thưởng này, Angelina. Đấy, right, xong, hết nhá. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây và mình thì ngày nào chả đọc đúng không? Ngày mai chúng ta lại gặp nhau tiếp. Đó, thì các bạn nhá, có thể follow mình trên cái trang chính của mình ở trên phở bò đấy uh, có rất là nhiều các cái kiến thức hay rồi là các cái phương pháp học này tư liệu tài liệu tham khảo ôn ielts miễn phí chia sẻ ở trên đó đấy rồi nếu mà bạn nào có tìm có 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 nhu cầu khóa học online hay là cái gì đấy thì cũng tham khảo trên này ngoài ra thì xem lại livestream thì lên đây vẫn vậy thôi Ok nhá vẫn là cùng tên thôi Đấy. Rồi, good night mọi người Hẹn gặp vào ngày mai Bye bye